ngày 24 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã báo cáo các cơ quan chức năng thành phố Bạc Liêu đề nghị vào cuộc làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, giữ người trái pháp luật của ông Đào Trí Tâm, sinh năm 1989, ngụ tại thành phố Bạc Liêu. Trước đó, vào chiều ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bạc Liêu tiến hành kiểm tra công trình xây dựng của ông Đào Trí Tâm trên đường Hòa Bình thuộc khóm 4 phường 7. Qua kiểm tra phát hiện, ông Tâm có nhiều vi phạm, Tuy nhiên, để đối phó với lực lượng chức năng, ông Tâm cho tập kết vật tư trong công trình, đưa thợ vào bên trong xây dựng, đồng thời khóa trái cửa bên ngoài để ngăn không cho lực lượng chức năng vào kiểm tra. Khi lực lượng chức năng vào được bên trong để tiến hành kiểm tra thì ông Tâm khóa trái cửa, nhốt hai thành viên của đoàn kiểm tra bên trong, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và người dân, phải đến khi công an phường quyết liệt can thiệp, ông Tâm mới mở cửa cho hai cán bộ này ra ngoài.